Ok, hello chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog của anh em chúng tôi. Lâu lâu quá anh em mình muốn thay đổi không khí nên hôm nay chúng mình quyết định là xuống biển. Sáng hôm nay có một chú ở bên dưới biển. Ông gọi anh em tới là ông đi đánh cá, dính được một con cá mập bầu chúa con. Cho nên ông gọi anh em qua, anh em vượt 10 km đường đèo để tới đây để lấy con cá. Bây giờ anh em đang chuẩn bị chế biến, anh em qua con cá mập bầu chúa nha. Đó, thấy chưa? Cho anh em nhìn con cá mập bầu chúa nè anh em. Lâu lắm rồi lần tiên mình thấy một con cá mập. Cá mập này, cá mập bầu chúa con. Ui, ui, con này như cá mập thiệt luôn á. Cái gì cá mập cái gì? Bo hàm. Mấy hàm? Bo hàm. Ba hàm là cá mập hả? Con cá này ở quê mình lúc nhỏ người ta gọi là cái gì bạn? Cá nhám phải không? Nhám. Lớn lên người ta gọi là cá mập nha mọi người. Ồ, cá nhám cá mập nhiều nhiều rồi. Bạn cá hàm răng nào bằng con mà bạn? Mấy hàm? Sao biết ba hàm? Này nó xếp này, ở đây dưới là hai hàm này. Ủa nhìn con. Này nhìn thấy không? Đâu? Không. Ở dưới nữa hả? Ba hàm á, dân mình coi. À ba hàm là tính như này hả bạn? Ba hàm răng này. Ồ, ghê vậy. Đây chừng con cá này mà nó lớn chừng bò tọ là ngừ xuống nó táp sức làm hai. Ôi. Bây giờ anh em mình bắt đầu xử nó để anh em mình nướng món nướng cá mập nướng siêu cay cho mọi người xem nha mọi người. Ồ, nhìn này bạn. Cái này cái gì vậy? Màng. Lỗ tai nó hả? Màng như lỗ tai. Màng hả? Con cá này cái vảy nó là vảy cát rất khó làm nha mọi người. Anh da, em mình da cát hả? Da cát là cái dây này là gọi là da cát các bạn. Cát này. Dễ lột không? Dễ lột không? Sâu. Rồi anh em mình sẽ lấy nước sâu trụng sơ qua để anh em mình làm nó nha mọi người. Rồi hai anh em mình tiến hành thôi. Wow đúng rồi đúng rồi. Anh em mình hôm nay có đem theo một cái bình thủy để mình làm nè da nó chứ cá mập này rất khó làm nha mọi người. Bà để kiếm cái điểm nào cho đẹp đẹp á sạch sạch mình làm. Ủng nào cho nhỏ bạn. Xíu nữa mình sẽ cho anh em xem cảnh đẹp ở quê mình nha. Có rất nhiều anh em đang đứng câu cá nè. Câu cá chạy lưới. Con cá mập này nó lớn rất khó làm. Cho nên bạn mình nó phát hiện ra một ý tưởng đó là mình đổ nước sôi vào cái ủng. Xong rồi mình mới nhúng con cá và mình làm được. Chứ một ấm nước như thế này không thể nào làm được con cá này cho sạch da đâu. Nhặn cái đầu đi. Hả? Nhặn cái đầu. Tập. Cá mập này nó da trơn, nó dinh dưỡng cao lắm nha, nó rất tanh nha mọi người. Wow, mình cào xong da trắng luôn rồi. Đó, bạn mình có một cái thế rất hay luôn kìa. Cắt cái vi nha bạn. Đây là vi cá mập nha mọi người. Người ta gọi là bào ngư vi cá là cái này phải không bạn? Cái này mình đem về mình nấu cháo cho con của Thánh Anh Đầu Trọc ăn. Nó đét cái vi, xịt cái đầu của vi. Con cá này mình mua nó mắc tiền nhất là cái vi đó mọi người. Ê, cái đuôi có được không bạn? Cái đuôi có phải không? Đuôi với bộ vi, đuôi là đuôi không? Đã quá à. Ok anh em ơi, sau thời gian chế biến con cá đã xong. Anh em mình bắt đầu úp một cái gia vị siêu cay thần thánh. Do mình tự tay chế biến ở nhà. Ai chế? Do thằng bạn của mình chế chứ không phải mình nha mọi người. Ồ, anh em thấy cái vằn cá không? Đã không? Ô cái gan nó bự vậy bạn. Cái gan cá mập đấy hả? Ừ. Cái gan cá mập là dinh dưỡng lắm. Ăn là sáng mắt luôn á. Ô con cá nhỏ sao gan bự vậy ta? Mà cái gan này xíu làm món gì bạn? Giúp đây là nhờ hấp chân. Ủa. Chân chứ. Đúng cá mập hầm nhiều dinh dưỡng nó cao nó tanh. Bạn coi chừng nó hư nha. Ừ cái gì? Úp nó luôn rồi chứ không để nó hư á. Cái gì? Úp cái mấy cái vi xí gì nhà bạn nấu cho con bạn ăn á. Bánh úp gì chưa cạo mà thôi. À. Úp. Ô sao bạn không mắc mang nó? Mấy ông ra hả? Con này là cá mập bạo chúa đúng không? Bạo chúa con đúng không? Bạo chúa rồi con vô bụng sâu. Wow, nhìn con vẻ hấp dẫn hơn rồi á. Có kè cấp độ bẻ. Có kè cấp độ bẻ. Wow, bên trong nó kìa. Thịt bá cháy luôn. Nè, nẻ thành gò mồ vô cái ren đồ nó dứt cho chảy méo luôn. À. Nó chế cho nó còn kén mà. Nhiễm trùng không? Nhiễm gì méo chả từ lưa. Ừ vậy. Wow, xíu anh em mình sẽ nướng bằng mình xỏ cây qua bụng mình nướng.
gì chú mới con cái gì bự vậy? Cánh nâu. Cái gì chú? Cánh nâu, cánh nâu. Cánh nâu à? Wow. Cá này ăn ngon không chú? Ăn không được. À. Ok chào anh em, sau mà sau thời gian mòn mỏi chờ đợi anh em cuối cùng đã nướng chín được con cá này rồi. Đó, cho anh em xem. Lần đầu tiên mình ăn con cá mập á, để thử như thế nào. Bạn ơi, bạn thử cái mập thử. Sâu hàng. Cho sâu hàng. Dạ. Bạn thử cái mập đi. Ồ, đây mình có một bạn lực sĩ huấn luyện viên thể hình ở Nha Trang về cho ghé ăn như thánh độc độc luôn. Bạn thử đi bạn. Cá này chín thể dùng rồi bạn. À, thử cái bạn dùng ai anh em. Có đoạn chưa chín nhá. Cái này chín rồi nè. Cái này chín rồi. Ồ, cái sớ thịt này. Dạ, sớ. Cái này phải siêu cay mới ngon. Mời anh em. Mời anh em nha. Bạn dùng rồi bạn, anh em dùng đi. Đã. Bạn làm bạn. Mời cả nhà nha. Bạn làm cái này bạn. Mời đại gia đình. Bạn dùng bạn. Được không ạ? Con ăn hay con? Chấm muối này mới ngon nè. Chấm muối nè anh em ơi. Cay không? Ui. Không, bên trang không cay đâu. Ở trang quá. Ngon. Quá ngon. Muối. Muối ngon muối. Mới ngọt tàu cái trang. Muối. Ngon lắm muối. Ui ngon chứ muối. Muối hay bụi? Muối. Sáng muối á. Đâu nay có. Ngon. Phê. Bạn có rau đũa không hay mình ăn tay luôn em? Tay luôn hay với đũa nữa. Rau này bạn ăn rau thêm nè. Ngon chứ. Đúng là siêu cay mà. Nguyên bị ớt rút hết luôn á. Đã, ăn đây bạn, dùng mạnh đây bạn. Ăn đây với ba thằng ăn nấu vậy. Nó nguy dữ lắm. Bốn thằng ăn gì nấu. Ừ. Đã. Cái này là con này 5kg nha mọi người. Nhưng mà cá khúc nấu nướng cũng được. Cá khúc ra. Bây giờ cái này nè, lạng nó ra. Lạng nó ra rồi, nhúng luôn. À. Còn cái chua nữa. À. Con này người ta kêu nhúng luôn ngon hơn các bạn. Đúng rồi, nhúng luôn. Nhưng mà nhúng luôn mình quay nó không đẹp cho nên hôm nay mình nướng đi. Đúng rồi, nhúng luôn thì nó không có đẹp đâu. Nhúng luôn là mình lấy cái nước gì? Nước dừa hay nước gì vậy bạn? Dừa là gia vị vô. Ngon ghê á. Bao luôn á bạn. Ăn ngon 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 à. Ngon dạ mà đúng ngon đúng không? Đấy là keo dở của ai em mình tôi ăn á. Ngon ngon ngon. Đã làm chút rau sống nữa làm khao đi vào luôn hay là chín nhá. Ngon không chín rồi ngon lắm đúng chín ngoài làm chín á ngon cực. Quay nữa vậy là ở trong chưa chín rồi về mình tả bí lù ngon lắm em. Cá này ngon chỗ. Cá này lưới dính không? Cá này lưới dính không? Ông bác ấy mời ông vô ăn mà ông ai mê câu cá quá ông vô ăn nhanh em. Bác ăn sau lưng mình anh. Ba mấy? Ba mua con nướng buổi ăn từ buổi. Mấy mang em không? Cái gì? Cá lên. Chín nó trong luôn á. Ăn kèm sống mà chết. Cái gì nữa? Được quá là nhà nông ăn cho con dễ vậy. Nó tầm 3 ngày nó to rồi luôn. Em không tập. Tháng
sao nó giống như này. Ờ anh, ờ buổi sáng nó đó anh. Bạn của năm mập quá. Bạn có năm mập quá. Ôm. Chắc lên hơn đúng không? Còn sống mà. Nhưng mà này cá nhỏ nhỏ mà. Đâu cá đâu? 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 Mày đâu? Mày đâu? Chú ơi, cái mập vào chú. Chú. Cá nhám ở đây cái mập. Chú ngồi chú. Chú, làm chú. Cho miếng thử cho chú. Đây chú nói là nó không có màu, không có nước kìa. Không, ngồi bên. Ấy, chú, ngồi đây. Rồi, ok. Đang chú, chú, mời chú. Chú rau này chú. Em ăn rau chú. Nước này. Nước là cái gì? Cái này dinh dưỡng cái sụn đó này hả? Dinh dưỡng lắm hả? Đấy, chú. Cái mập. Khi cái mập là cái này là sẽ dinh dưỡng thiếu điều quá. Không có điều không chú? Đưa tay cho, đưa tay. Không có để nào hết. Không phải, phải. Con nào ăn sớm không? Hả? Chị? Không, chị nhầm nào đâu. Chị? Mua... Mua rượu hả? Điện đi. Điện đi. Không, uống rượu. Có mấy gì nó tập ra. Không. Có một cái để.